quý vị các bạn có thể là nếu muốn tham khảo thêm thì hãy liên hệ qua nhà máy TV. Vì nhân công của nhà máy TV sẽ đi thi con gà mất nết. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với video mới của nhà máy TV. Rất vui được gặp lại tất cả anh chị, quý vị và các bạn. Hôm nay tôi đi khảo sát công trình, một công trình ở tại Long An, và muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn một công trình thô mà chúng tôi thi công. Xin mời quý vị và các bạn theo tôi nha. Đây là công trình nhà phố hiện đại mà chúng tôi thi công tại Hữu Thạnh, Đức Hòa, Long An. Đây là căn mà chúng tôi thi công đầu tiên tại huyện Đức Hòa. Có thể nói một trong những căn nhà hiện đại nhất tại thời điểm này nhà máy TV thi công ở khu vực Long An. Và tôi muốn cho quý vị xem chi tiết một chút xíu về công trình thô mà chúng tôi thi công. Đây là biển báo công trình mà chúng tôi đặt tại vị trí công trình. Hình 3D và hình thô thì nó cũng gần tương ứng rồi. Hiện tại được khoảng tầm 70%. Bây giờ chúng ta sẽ xem thực tế bên trong nha. Xin mời quý vị. Mời quý vị và các bạn tham quan cùng tôi nha. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ về phần thô của căn nhà này. Đây là mẫu nhà phố hiện đại chúng tôi xây trên diện tích là 80m2. Ngang 5m và chiều sâu của nó là 16m. Với cái mẫu nhà này chúng tôi thi công thì khoảng tới thời điểm này được 3 tháng. Và đây là phần thô đã gần như hoàn thiện rồi, chuẩn bị vô sơn nước và chuẩn bị ốp gạch. Thì những cái thiết bị như là gạch men hoặc là thạch cao chúng tôi đều đưa từ công ty xuống để phục vụ khách hàng hết. Quý vị các bạn có thể là nếu muốn tham khảo thêm thì hãy liên hệ qua nhà máy TV. Với 80m2 thì dưới này chúng tôi sẽ thiết kế là một phòng khách, khu vực bếp, một phòng ngủ và khoảng nhà vệ sinh phía sau. Do là anh em đang thi công nên hơi bừa bộn chút xíu, mong quý vị và các bạn thông cảm. Tại vì khi thi công phần thô thì những cái đồ này chúng ta sử dụng tại đây và chủ yếu là làm sạch những cái chỗ chúng ta di chuyển thôi. Còn đa số là anh em thợ của nhà máy TV và nhân công đều nghỉ lại tại chỗ và giống như cất láng để thi công cho khách hàng xong và chúng tôi sẽ bàn giao công trình và về. Với 80m2 như tôi đã chia sẻ thì căn nhà này sẽ xây dựng là một trệt, một lầu và một tung. Thì cái phần lầu này, đây là cái vị trí rất đẹp trong một căn nhà. Với cái không gian chúng tôi thiết kế là hai phòng ngủ master. Ở đây sẽ có một phòng sinh hoạt chung và hiện tại cũng đã chất bột xong rồi quý vị. Đây là cái phòng rất là đặc biệt. Hiện tại thì nhân công đang hoàn thiện cái phần sơn nước. Và với cái căn phòng này nó có cái view rất đẹp là cái phần ban công sau nha quý vị. Nhà máy TV thi công cho khách hàng là chọn gói từ thiết kế cho đến xây dựng, hoàn thiện, nội thất từ A đến Z luôn. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến nhà máy TV và cần thi công thì chúng tôi sẽ chia sẻ những cái video như thế này thực tế hơn về cách mà chúng tôi thi công cũng như xây dựng một căn nhà cho khách hàng. Và như hồi nãy có chia sẻ, đây là mẫu nhà hiện đại mà chúng tôi thi công đầu tiên tại Đức Hòa, Long An. Và cái nhà này sau 3 tháng hoàn thiện thì đã gần như là 70% rồi. Phần thạch cao chúng tôi đóng và cũng đã chét bột xong xuôi. Và sau đó thì sẽ sơn nhấn giống như là tạo những cái đường chỉ đó quý vị, cái màu sơn cho nó đặc biệt. Bên cạnh đó chia sẻ thêm là mẫu nhà này khá đẹp vì bên hông có khoảng đất trống quý vị. Chúng tôi mở cửa sổ, hành lang rất nhiều. Và đây là cái bức tường bên hông nhà, nhìn nó cứng cáp. Sau này chúng tôi sẽ làm ở đây là cái phần kính nha quý vị. Ở trên cái tầng này thì sẽ có 3 phòng, một phòng sinh hoạt chung và hai phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng. À, tôi chia sẻ thêm một xíu. Nếu như anh chị và các bạn xây nhà, những cái phòng ngủ chúng ta làm như vậy nó hơi tốn công một chút xíu nhưng nó sẽ đẹp và nhìn nó dễ chịu hơn. Tại vì ở đây nếu mà chúng ta gấp khúc thì nó sẽ hơi tức chút xíu. Riêng phòng ngủ thôi nha quý vị, còn những cái phòng khác bình thường ở dưới thì nên làm vuông vắn. Và làm vậy thì đặc biệt là ốp gạch nó hơi khó hơn một chút xíu nhưng mà nó sẽ đẹp hơn, giống như cái tạo cái điểm nhấn cho cái căn phòng quý vị. Một trệt hai lầu cũng giống như là một trệt một lầu một tum nha quý vị. Phần cầu thang này thì trên này chúng tôi có đổ một cái giếng trời để lấy ánh sáng. Chúng ta lên đây xem nha.
Những cái căn nhà phố mà nhà máy TV thi công cho khách hàng, chúng tôi đều thiết kế bản vẽ từ chi tiết kết cấu cho đến 3D cụ thể. Nhưng đâu đó chúng tôi vẫn chỉnh sửa một chút xíu nha quý vị. Khi hoàn thiện chúng tôi vẫn chỉnh sửa. Như ở đây nè. Khi xây chúng tôi thiết kế này là một bức tường, nhưng mà sau này thì chúng tôi sẽ chỉnh lại một chút xíu. Đây là không gian của phòng thờ và chúng tôi sẽ cắt những cái ô này ra. Sau này làm những cái vách CNC á quý vị, nó sẽ rất là đẹp và nhìn nó sẽ trang nghiêm hơn. Đây là cái sảnh riêng để làm cái phòng thờ và chúng tôi cũng đã đóng thạch cao xong rồi, sơn nước. Khoảng tầm căn nhà này một tháng nữa là bàn giao, và hy vọng những cái video đẹp về một căn nhà phố sẽ được chia sẻ đến quý vị các bạn nhé. Hãy đăng ký kênh cũng như là nhấn like và chia sẻ video để ủng hộ nhà máy TV. Ở căn nhà này quý vị, điều đặc biệt nữa là có một cái sân thượng rất rộng. Tôi đã thi công một căn nhà trước đó ở Bình Dương và khách hàng tại và là gia chủ của căn nhà này đã liên hệ với chúng tôi xem căn nhà đó và thích, muốn đặt một căn nhà tương tự như vậy. Và đây là thiết kế sau khi đã xem một căn nhà trước đó. Khoảng sân này nha quý vị, sân thượng rất rộng. Trên này sau này sẽ là một cái tấm che, một cái tấm lam sắt để che nắng, che mưa và tạo cái không gian mát cho căn nhà này. Thật sự cũng đã thi công nhiều căn nhà. Căn nhà ở đây view khá đẹp quý vị. Khoáng lắm, vì trên bên không gian này đó họ còn có khoảng đất trống á, nên xây như vậy thì nó sẽ tiện hơn những căn nhà phố ở trung tâm, vì nhà phố chúng ta hai cái vách đều liền kề với nhau á. Hãy đăng ký kênh cũng như chia sẻ video này để ủng hộ nhà máy TV nhé. Và chắc chắn sau video này chúng tôi còn rất nhiều mẫu nhà đẹp sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn. Cảm ơn vì đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại.